Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần đây. Đố các bạn biết đây là quả gì? Quả gì mà màu đỏ? Giới thiệu với các bạn đây là giống xoài xoài Đà Lan đỏ. À, nhìn trái rất là đẹp nha các bạn, hấp dẫn luôn lắm luôn. Cái này để chín ăn cũng ngon, nhưng không ngon bằng xoài cát thôi, nhưng mà để trưng trong những dịp Tết hay là cúng gia tiên vào dịp Tết hoặc là cúng giao thừa rất là đẹp. Cũng có thể làm những cái quà tặng bằng trái cây, bằng cái quả xoài này cũng rất là xinh xắn nha. Nhìn nó rất là màu sắc đỏ đỏ, rất là ấn tượng. Còn đây là xoài Úc. Xoài Úc này cái như bác cái gì mà các bạn nhìn thấy cái quả thấy cưng không? Nhìn nó tròn tròn, nó cưng quá ha. Cưng lắm luôn á. Ừ. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Đây. Đây là xoài Úc. Cái này cũng là để chín ăn cũng rất là thơm ngon. À, cái khi mà nó xanh á, nó chưa chín thì nó màu xanh, nhưng mà khi nó chín nó sẽ ửng ửng đỏ giống như cái quả này. Quả này nó sẽ ửng đỏ nha các bạn, đầu đầu cái đầu nó sẽ ửng đỏ từ từ, rất là đẹp. Đây, rất là dễ thương. Rồi, giới thiệu với các bạn nha. Bạn nào thích thì mình dùng thử nha. Cái này để cúng bàn thờ gia tiên nè, hoặc là cúng Tết, dịp Tết hoặc là cúng giao thừa cũng rất là đẹp. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.